Thưa quý vị, cả ngày nay cư dân mạng đang truyền tay nhau một đoạn video ở Đồng Nai về sự việc lực lượng phòng cháy chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ. Thay vì tránh né nhường đường thì một tài xế xe tải lại chạy ngay trước đầu phương tiện chữa cháy chắn lối đi. Hành động đáng lên án này không chỉ đơn thuần là cản trở đường của xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, có thể bị phạt tiền và tước bằng lái đến 3 tháng, mà còn là hành vi quá xem thường tính mạng người khác. Trong khi tất cả phương tiện lưu thông đều nhường đường, thì duy nhất chiếc xe tải mang biển kiểm soát 60C04305 này vẫn ngang nhiên chạy băng băng, cản đường xe chữa cháy. Vụ việc được ghi nhận trên tuyến đường Bùi Văn Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều người bức xúc. Khi xe chữa cháy hú còi vang khắp nơi, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy liên tục phát loa thông báo, yêu cầu nhường đường trong tình huống cấp bách chữa cháy cứu người. Thế nhưng, suốt cả quãng đường dài, người tài xế xe tải vẫn không có động thái nhường đường, một hành vi quá xem thường tính mạng con người. Phải nói rằng cận Tết là thời điểm mà cây cảnh rất có giá trị, bán được giá cao. Cũng vì thế mà tình hình trộm cắp cây cảnh cũng gia tăng chóng mặt, thưa quý vị. Và đúng như Quang Huy cảnh báo, thế nhưng mà điều đáng nói hơn là hiện nay thay vì lén lút để tránh bị phát hiện, thì một số đối tượng lại ngang nhiên sử dụng vật dụng hỗ trợ để lộng hành. Đơn cử là trường hợp ngay sau đây. Thoạt đầu nhìn cứ tưởng hai thanh niên trên đang giúp chủ nhà di chuyển cây cảnh. Thế nhưng không phải vậy, đây đích thị là hai kẻ trộm. Có thể thấy, hai tên trộm này đầu tư cả xe kéo để có thể dễ dàng thực hiện hành vi của mình. Sau một hồi khệ nệ, cả hai cũng đã đưa được chậu cây cảnh lên xe kéo rồi tẩu thoát mà không một ai phát hiện. Được biết, vụ trộm này vừa xảy ra tại Đà Nẵng. Cuối năm, mong quý vị cần chú ý cẩn thận để tránh mất cắp. Tiếp theo, camera nóng muốn gửi tới quý vị tình huống một bé trai đột ngột lao ra đường ngay trước mũi ô tô. May mắn là vụ tai nạn này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng là lời cảnh báo sâu sắc đến với các bậc phụ huynh, vì không phải lúc nào thần chết cũng ngủ quên như trong đoạn clip này. Sự việc xảy ra tại Sơn La. Theo đó, clip từ camera hành trình của tài xế ô tô đang chạy ghi lại cảnh cậu bé đang vui chơi, đột ngột băng qua đường. Rất may, lúc này tài xế đang chạy tốc độ chậm dưới 50 km/h nên xử lý kịp. Đây là bài học cho các phụ huynh trong việc trông coi con em mình trong lúc vui chơi gần đường, nhiều phương tiện qua lại.